mà nội dung của chuyên đề năm nay đấy như các đồng chí biết đã ghi trong tài liệu là hết sức phong phú và nó có những cái điểm mới so với trước cho nên các đồng chí cho phép tôi được chọn lọc những vấn đề cốt yếu nhất để giới thiệu trao đổi với các đồng chí và chúng ta sẽ còn học tập làm theo bác hết sức lâu dài có thể nói là trong cả cuộc đời của mình riêng với đảng bộ và nhân dân thanh hóa đấy cái điều tâm niệm nhất của chúng ta là học tập làm theo bác để sớm đưa thanh hóa thành một tỉnh kiểu mẫu. Điều mà hơn 70 năm nay bác đã ký thác vào chúng ta. Thì có lẽ đấy là cái điều thiết thực nhất để nó chi phối toàn bộ cái chương trình hành động của chúng ta trong mỗi việc làm, mỗi một nhiệm vụ để thực hiện cho nó tốt nhất. À, tài liệu thì rất nhiều. Để các đồng chí nào làm công tác trực tiếp về nghiên cứu đấy về chỉ đạo về giảng dạy thì chúng ta có cơ hội để tiếp cận đến những cái tài liệu mới nhất hiện nay xung quanh việc nghiên cứu di sản Hồ Chí Minh à, riêng với các đồng chí trong ngành giáo dục mà hôm nay tôi cũng biết là có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của ngành giáo dục cũng tham dự hội nghị này đấy thì các đồng chí cũng đã biết là Đảng ta đã có một chủ trương là đưa tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh vào dạy trong tất cả các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của chúng ta lực lượng giáo viên đội ngũ trí thức của tỉnh rất đông đảo chúng ta có đủ hết tất cả các loại hình nhà trường từ mầm non tiểu học trung học cao đẳng đại học và dạy nghề mà bắt đầu từ bây giờ đấy và mãi mãi về sau này chúng ta phải đưa cái chương trình giảng dạy về bác hồ vào trong tất cả các nhà trường. À, riêng lĩnh vực giáo dục phổ thông. Các đồng chí biết là bộ giáo dục đã ban hành cái bộ sách giáo khoa các đồng chí cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12. Thế còn riêng sinh viên đại học và cao đẳng đấy thì sẽ học theo bộ giáo trình mới. Những cái điều này rồi trong lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh nhất là các đồng chí trực tiếp làm công tác tuyên giáo đấy sẽ hợp tác hỗ trợ với ngành giáo dục để chúng ta đưa cái việc giảng dạy về Bác Hồ trong các nhà trường có chất lượng tốt nhất. Đấy cũng là một cách thức để chuẩn bị cho tương lai trong cái sự phát triển bền vững của chúng ta. Trên một tinh thần như vậy, các đồng chí cho phép tôi tập trung vào mấy điểm thế này thôi. Điểm thứ nhất là chúng ta sẽ hình dung những sự kiện quan trọng năm 2018 mà chúng ta đang triển khai nó liên quan đến câu chuyện về học tập làm theo bác như thế nào để các đồng chí sẽ có một cái nhìn tổng thể trong cái việc vận dụng. Điểm thứ hai là chúng ta sẽ nói về một đôi điều có tính chất lý luận xung quanh cái khái niệm về phong cách và tác phong như trong tài liệu có ghi nhưng cũng cần hiểu một cách đúng đắn điểm thứ ba là chúng ta sẽ nói về những nội dung cốt yếu về tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh mà được vận dụng vào cái chuyên đề của năm nay tức là phong cách tác phong của người đứng đầu của cán bộ đảng viên mà nội dung của nó tức là phong cách dân chủ phong cách quần chúng phong cách nêu gương phong cách khoa học và đổi mới riêng với đội ngũ cán bộ chủ chốt và với nhất là các đồng chí đứng đầu từ trong đảng chính quyền đến đoàn thể đến các cái ngành các cấp đấy thì phong cách tác phong công tác của người đứng đầu đấy, lại nhấn mạnh vào những cái điểm rất là huyết mạch đó là quần chúng phong cách quần chúng tức là gần dân thiết thực với dân chúng trong mỗi một việc làm phong cách dân chủ nhưng phải quyết đoán phong cách lãnh đạo một cách sâu sát mà không bao biện rồi phong cách khoa học cách mạng và sáng tạo phong cách và tác phong biết phát hiện nhân tài biết tôn trọng con người biết trọng dụng người tài giỏi để đưa chúng ta đến với phát triển nhanh và bền vững thì tất cả những điều cốt yếu ấy đã được thể hiện trong tài liệu dù rất là vắn tắt thì mong các đồng chí chúng ta sẽ nghiên cứu và điểm cuối cùng là chúng ta sẽ nói về sự vận dụng phong cách tác phong lãnh đạo và công tác vào trong công việc cấp bách hiện nay nhất là từ cái tấm gương đạo đức cao quý của bác. Thưa tất cả các đồng chí, chúng ta đang bắt đầu ở những thời điểm đầu của năm 2018. Năm 2018 có biết bao nhiêu sự kiện quan trọng đã và sẽ diễn ra để chúng ta hướng cái việc học tập làm theo bác một cách thiết thực nhất. Các đồng chí biết là chúng ta vừa kỷ niệm 50 năm ngày Tổng Tiến Công Mậu Thân. Cái sự kiện này hết sức quan trọng. Đó là một cơ hội để chúng ta giáo dục chủ nghĩa yêu nước, giáo dục lòng yêu nước cho toàn đảng, toàn dân, nhất là thế hệ trẻ. Nói đến Tổng Tiến Công Mậu Thân, chúng ta nhớ đến những kỷ niệm, những ngày cuối đời của bác các đồng chí nhé nhất là hai bài thơ chúc Tết của bác năm 68 và năm 69 là năm cuối cùng bác vĩnh biệt chúng ta đấy. Nó có liên quan đến cái sự kiện tổng tiến công mậu thân này. Các đồng chí đều biết là chúng ta có một thói quen là chờ đợi cái giờ phút linh thiêng là giao thừa chuyển sang năm mới để đón thơ chúc Tết của bác. Nó đã trở thành một cái nét đẹp văn hóa của chúng ta nhưng ta cũng không thể ngờ rằng trong thơ chúc Tết của bác, nó còn ẩn chứa cả những thông điệp của phát triển. Nó chứa cả những điều truyền đi như là lời hịch thiêng liêng của lịch sử đấy. Nhất là bài thơ năm 68. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua mà. Thắng trận tin vui khắp mọi nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên toàn thắng ắt về ta. Đấy chính là mật lệnh nổ súng toàn chiến trường miền Nam đấy các đồng chí. 50 năm trước đây, dung chuyển từ Sài Gòn đến tất cả các thành phố đô thị miền Nam, đảng ta quyết tâm giải quyết vấn đề giải phóng miền Nam trong cái sự kiện tổng tiến công mậu thân đó. Đấy, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Cái sự kiện oanh liệt này hết sức vĩ đại và có tầm vóc lịch sử nhưng chúng ta cũng chưa giành được trọn vẹn. Phải đến 30 tháng 4 năm 75 trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, câu chuyện giải phóng hoàn toàn miền Nam, Nam Bắc sum họp một nhà mới được thực hiện theo đúng cái niềm tin mãnh liệt của bác. Chỉ tiếc là lúc đó bác đã đi xa. Bác đã mất từ năm 69, 6 năm sau thì mới giải phóng được miền Nam. Thì cái bài thơ ấy và cái sự kiện tổng tiến công Mậu Thân ấy nó cũng nằm trong cả một chuỗi sự kiện để chúng ta giáo dục tư tưởng tình cảm cách mạng trong Đảng trong dân. Đến năm 69, lúc bác 79 tuổi. Bài thơ cuối cùng của bác chúc Tết năm 69 ấy là Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào tiến lên chiến sĩ đồng bào bắc nam sum họp vui nào vui hơn bài thơ này có một ý nghĩa nhân văn đặc biệt mong các đồng chí chúng ta sẽ nghiền ngẫm các đồng chí nhé đấy. đánh cho mỹ cút đánh cho ngụy nhào càng ít đổ máu càng tốt đổ máu là bất đắc dĩ đấy là điều mà bác đã từng nêu ra như một triết lý sống và hành động nó có liên quan đến cái câu chuyện này các đồng chí có một vị chỉ huy quân sự một vị tướng đấy đến báo cáo với bác là chúng ta đánh thắng một trận rất đẹp trong cái thời kỳ kháng chiến chống pháp và chống mỹ sau này đấy bác hỏi ngay là đẹp như thế nào thì chúng ta kể với bác là giết được rất nhiều giặc bắt được rất nhiều tù binh cướp được rất nhiều súng bóng chiến lợi phẩm bác nói ngay một trận đánh chết nhiều như vậy mà chú gọi là đánh đẹp sao đổ máu không bao giờ là đẹp đấy là các chú đánh giỏi thôi không thể gọi là đánh đẹp được xin các đồng chí nhớ bác là một nhà giáo bác là một nhà ngôn ngữ một nhà văn hóa rất tinh tế và chuẩn xác bác chữa lỗi cho chúng ta về tư duy các chú đánh giỏi thôi không phải là đánh đẹp ta có đọc vào các tác phẩm của bác ta mới biết là suốt 30 năm hoạt động ở nước ngoài bác đã có điều kiện tiếp xúc với hai nền văn hóa đông tây và bác thâu thái cho mình biết bao nhiêu tri thức quan trọng bác đọc cả kinh thánh các đồng chí nhé. bác thấm nhuần giáo lý nhà phật bác đọc sâu sắc cả kinh điển và cả văn hóa nữa cái câu bác nói là đã là nước mắt thì nước mắt nào cũng có vị mặn của muối đấy. Đã là máu thì máu nào cũng đỏ. Máu da đen, da vàng, da trắng đều là máu đỏ cả. Đấy. Máu nào cũng đỏ, nước mắt nào cũng có vị mặn. Những cái điều ấy là có ở trong kinh thánh của Đạo Thiên Chúa đấy các đồng chí. Bác đọc hết. Và khi bác mất đấy, trong cái lễ tang của bác, bao nhiêu bài thơ khóc bác, thì nhà thơ Việt Phương các đồng chí đều biết một cái nhà thơ nổi tiếng, anh Việt Phương còn là một nhà lý luận nữa. Một người mà suốt đời làm thư ký cho thủ tướng Phạm Văn Đồng. Anh Việt Phương vừa mới ra đi. Bây giờ những cái nhân chứng lịch sử thời bác càng ngày càng vắng vẻ đã đi gần hết rồi. Cho nên nếu chúng ta không khẩn trương nghiên cứu về bác thì rồi nhiều khoảng trống sẽ không lấp được đâu các đồng chí về mặt tư liệu lịch sử. Khi bác mất Việt Phương có 40 tuổi ấy. Phi đen, lãnh tụ Cuba có 43 tuổi. Cả Phi đen và cả đồng chí Việt Phương của chúng ta đều đã trở về với thế giới vĩnh hằng cả rồi. Việt Phương lấy cái ý đó để viết thành một đoạn thơ khóc bác rất cảm động. Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp. Con xóa chữ đẹp đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con để thấy hết cái tầm vóc nhân văn cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy, cái sự kiện bài thơ năm 69 là như vậy. Xin các đồng chí nghiên cứu về lịch sử, các đồng chí cũng đừng bỏ qua cái chi tiết có ý nghĩa này. này. Hóa ra trong cái thế giới nhân loại này chỉ có hai người đấy các đồng chí. Hai người có những sự trùng hợp rất là thiêng liêng về mặt sự kiện. Một là Tổng thống Mỹ Joseph Jefferson, hai là Bác Hồ của chúng ta đều là tác giả tuyên ngôn độc lập của nước mình và cũng đều mất vào ngày quốc khánh. Tổng thống Mỹ Joseph v. Jefferson là một nhà văn, một nhà một triết gia và một chính khách. Ông đã hai nhiệm kỳ tổng thống Mỹ. Ông đã từng là tác giả của tuyên ngôn độc lập hợp chủng quốc Hoa Kỳ và ông cũng chút hơi thở cuối cùng vào ngày quốc khánh của Mỹ, ngày độc lập. Nhân vật thứ hai là Bác Hồ của chúng ta. Bác viết Tuyên ngôn độc lập để khai sinh cho nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, cáo chung cái chế độ thực dân ngót một thế kỷ. Mở ra cả một thời đại mới huy hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam mà Đảng ta gọi là thời đại Hồ Chí Minh. Bác cũng mất vào ngày quốc khánh. Chúng ta đều biết cả, mùng 2 tháng 9 năm 69. Còn lúc bấy giờ đấy, trong một cái bầu không khí đau đớn đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa, Đảng ta họp hội nghị trung ương bất thường ngay sau khi bác mất, mùng 3 tháng 9 mà để bàn về lễ quốc tang cho bác. Trong cái nỗi đau đớn ấy, Đảng đặt vấn đề là không để nhân dân quá đau đớn ngày lễ và ngày tang nó trùng nhau. Mà lại để tang bác suốt một tuần lễ trong hình thức quốc tang. Cho nên Trung ương lúc bây giờ thống nhất thông báo cho toàn đảng, toàn dân biết là bác mất vào mùng 3 tháng 9. Chứ thực ra là bác mất từ mùng 2, tức là trùng với ngày quốc khánh. Cái năm ấy đấy, ngày lễ và ngày tang là trùng nhau. Phải đến 20 năm sau, bác mất năm 69, phải 20 năm sau, đến năm 1989 các đồng chí nhé. Trong cái dịp chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bác, thì Đảng ta đứng đầu lúc bấy giờ là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã ký một thông cáo đặc biệt gửi toàn Đảng toàn dân và cũng là thông báo cho bạn bè quốc tế biết sự thật về ngày giờ mất của bác. 9 giờ 47 phút sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 69. Và Đảng ta cũng giải thích rõ để tất cả chúng ta cùng hiểu vì sao trong hoàn cảnh bấy giờ tại cái lễ truy điệu trọng thể bác ở quảng trường Ba Đình ấy, đảng không thể công bố hết toàn văn di trúc của bác mà chỉ công bố một đoạn thôi vì chúng ta đang đang kháng chiến thời kỳ đó là chiến tranh đang rất là ác liệt nhiều vấn đề bộn bề phức tạp chưa thể công bố được và nhiều điều bác dặn cũng chưa có điều kiện thực hiện cho nên bây giờ đảng ta mới chính thức công bố cái bản di trúc này các đồng chí này đã nhiều lần chúng ta nói với nhau tôi rất mong các đồng chí mỗi đồng chí chúng ta từ trái tim của mình từ tình thương yêu của bác chứ không phải là lý trí và nghĩa vụ đâu ta sẽ đọc di trúc hiểu di trúc và tiến tới thuộc lòng di trúc nhất là các đồng chí nào còn trẻ đặc biệt là các nhà giáo vì chúng ta còn dạy cho các em các cháu nữa cái bản di trúc linh thiêng này. Và chúng ta mới biết được rõ là sở dĩ đảng không thể đọc hết di trúc của bác trong cái lễ truy điệu đó. Bởi vì bác dặn là sau khi bác qua đời thì thi hài bác, bác yêu cầu được đốt đi. Bác còn giải thích là nói chữ là hỏa táng. Sau này có nhiều điện, điện táng nên trở thành phổ biến. Như thế đã tốt vì hợp vệ sinh cho người đang sống lại đỡ tốn đất mà bốn tháng trước khi mất bác chữa lại lần cuối cùng di trúc cái đoạn ấy bác thêm chữ ruộng nữa đỡ tốn đất ruộng đất canh tác đất trồng lúa của nông dân Đấy. bác còn dặn tức là nếu như tôi đã qua đời mà miền Nam vẫn chưa được giải phóng thì xin gửi lại một ít cho xương cho đồng bào miền nam bác nói là miền nam trong trái tim tôi mà lúc bấy giờ chúng ta đang chiến đấu quyết tâm giải phóng miền nam chứ nhiều điều ấy ta chưa thể công bố được vì đảng đã quyết định giữ gìn thi hài bác lâu dài vĩnh viễn chứ càng không thể công bố hay là bác dặn là giải phóng miền nam mà bác tin chắc chắn sẽ là như vậy thì miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân. Công việc đầu tiên là công việc với con người mà miễn thuế cho bà con nông dân. Trong hoàn cảnh chiến tranh, ta đang phải huy động từng hạt thóc củ khoai cho chiến trường, cho nên cũng chưa có điều kiện thực hiện. Và sau này khi đất nước đi vào đổi mới, quốc hội đã quyết định miễn toàn bộ lâu dài thuế nông nghiệp cho nông dân thực hiện đúng cái tâm nguyện của bác. Thì lý do phải nói lại là nó là vì vậy thôi. Chưa kể đến một chi tiết này các đồng chí. Ta mới càng học bác về phong cách các đồng chí nhé. Phong cách tức là cả tư duy, cả viết, cả nói, cả ứng xử, cả hành động mà với các đồng chí là phong cách công tác, phong cách lãnh đạo. Bác cẩn thận vô cùng chứ. Tại sao bác lại nghĩ ngẫm nghĩ lại và bác lấy bút đỏ bác gạch chữ xương đi chỉ để chữ cho thôi. Bác bảo rể lại một ít cho xương cho đồng bào miền Nam mà nếu đã hỏa táng thì không còn xương nữa. Nó còn bột cho hài cốt thôi. Cả một đời người lúc ra đi còn một nắm cho thôi mà. Chắc là các đồng chí đất và người thanh hóa sẽ thiết tha cảm động vô cùng mỗi khi nhắc đến tố hữu chứ các đồng chí. Nhà thơ yêu quý của chúng ta, một con người gắn mảnh đất tình nghĩa thanh hóa này. Trước khi mất, bài thơ cuối cùng của tố hữu cũng vì cái điều đó thôi. Xin gửi bạn xin tạm biệt đời yêu quý nhất nhé. Còn một mấy vần thơ một nắm cho. Thơ gửi bạn đời cho gửi đất. Sống là cho dâng hiến đấy và chết cũng là cho. Bài thơ cuối cùng của Tố Hữu đấy các đồng chí. Thì mới hiểu vì sao bác lấy bút đỏ gạch chữ xương đi chỉ để chữ cho thôi bác rất tinh tế về ngôn ngữ mà điều ấy đấy cũng là một phương diện chính xác của tư tưởng hồ chí minh nữa hơn thế bác lại dặn là cho cả nước không riêng gì miền nam cho thì chia đều vào ba hộp sành miền bắc một hộp miền trung một hộp miền nam một hộp tìm đồi cao mà chôn cho đỡ tốn đất để đất ruộng đấy là nỗi lòng tâm nguyện của bác dường như một cử chỉ hóa thân vào nhân dân, vào dân tộc. Đấy, thì cái sự kiện thứ nhất mà năm nay chúng ta cùng nhau kỷ niệm vừa rồi tạo ra một cái khí thế mới giáo dục lòng yêu nước trong đảng trong dân. Nó liên quan đến sự kiện cuối đời của bác, bài thơ chúc Tết năm 68 và bài thơ chúc Tết cuối cùng năm 69. Thế mà ngay sau khi bác viết cái bài thơ chúc Tết năm 69 ấy. Thì vào đầu xuân mới nó bây giờ Bác đã yếu lắm rồi Mà bác vẫn dành thời gian Để tiếp đoàn đại biểu giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc Do bác sĩ Phùng Văn Cung làm trưởng đoàn Bác nói thế nào các đồng chí Bác bảo với miền Nam Miền Nam yêu quý của chúng ta có nói trăm câu, nghìn câu, vạn câu cũng vẫn là không đủ. Trong bài thơ chúc Tết, tôi có viết là năm qua thắng lợi vẻ vang năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to nhưng tôi cũng không đoán biết được bao giờ chúng ta sẽ thực hiện được nam bắc một nhà cho nên tôi chỉ xin nói gọn một câu bao giờ nam bắc một nhà việt nam đại thắng chúng ta vui mừng và bác ôm hôn cảm động bác sĩ phùng văn cung lúc bấy giờ và sau đó thì bác mất đấy là cái sự kiện mà chúng ta cần hồi tưởng lại. Cái sự kiện quan trọng của năm nay nữa, đó là liên quan đến câu chuyện mà các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trong ngành công an. Năm nay ta kỷ niệm 70 năm ngày Bác có lời dạy công an. Sáu điều dạy công an các đồng chí. Các đồng chí chúng ta đều biết cả vừa rồi, chúng ta đã có sự kiện kỷ niệm rất quan trọng về cái điều này. Ta đã khánh thành cái khu kỷ niệm đại bản doanh của công an khu 12 gồm 7 tỉnh miền Bắc thời kháng chiến chống Pháp đấy. Nơi mà chúng ta đón nhận cái bức thư bác gửi cho ngành công an với 6 điều bác dạy. Bây giờ năm tháng trôi qua đi, thời gian lùi càng xa, ta càng thấy tầm vóc ý nghĩa của sự kiện này. Xin các đồng chí cố gắng thuộc lòng 6 điều bác dạy công an, nhé. không chỉ riêng công an mà tất cả chúng ta công an là tiên phong và nòng cốt thôi. Bây giờ chúng ta đã đưa ra cả một cái triết lý cho ngành công an nhé. Tiên phong này, đoàn kết này, bản lĩnh này, sáng tạo, này, hội nhập và phát triển. công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ cơ mà. Thì bác viết như thế này có 6 điều. Phải rèn luyện tư cách của người công an cách mạng. Bác gọi là cách mệnh, cách mạng sáu điều điều thứ nhất với tự mình phải cần kiệm liêm chính đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ đồng sự là đồng nghiệp đồng chí của mình với chính phủ phải tuyệt đối trung thành đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép đây là điều quyết mạch để các đồng chí cốt tử nhất với nhân dân phải kính trọng lễ phép dân cán bộ đảng viên phải như máu thịt và với công việc phải tận tụy đối với kẻ địch phải cương quyết khôn khéo bây giờ ta ngẫm nghĩ lại ta càng thấy là dạy chung cho tất cả mọi cán bộ đảng viên không riêng gì công an đâu dù công an và bộ đội là lòng nòng cốt trong lực lượng vũ trang để bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân đấy. các đồng chí có thể hình dung nổi không sáu điều bác dạy công an vẹn vẹn có 51 chữ đi các đồng chí nhé có 51 chữ thôi mà nó toát lên cả một hệ thống lý luận về xây dựng ngành công an nhân dân cách mạng. Và ở đó 51 chữ đó đấy nó kết tinh cả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong một cái trường hợp cụ thể như thế, sáu điều bác dạy công an. Cũng như trước đó một năm vào năm 1947 ở chiến khu Việt Bắc đấy, bác viết tác phẩm sửa đổi lối làm việc mà trong đó đoạn nói về đảng lại bác đưa ra 12 điều xây dựng đảng cách mạng chân chính. Bây giờ cái câu chuyện này rất thời sự với đảng ta vì đảng ta đang quyết tâm xây dựng chỉnh đốn đảng làm cho đảng trong sạch vững mạnh. 12 điều xây dựng đảng cách mạng chân chính. Mà cái điều đầu tiên ấy, đảng là một tổ chức cách mạng phục vụ giai cấp dân tộc và nhân loại đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Thế không Đấy là động cơ chính trị quan trọng nhất của đảng, nó chi phối tất cả các điều khác. Trong cả 12 điều đó, bác còn nhấn mạnh là phải dựa vào dân mà xây dựng đảng. Dựa vào dân để chấn chỉnh tổ chức bộ máy, để giáo dục cán bộ đảng viên, để kiểm soát cán bộ đảng viên. Đấy và làm cho đường lối nghị quyết phải đúng đắn hơn, cán bộ đảng viên phải tốt hơn, thực hiện đúng lời của bác là dây chuyền của bộ máy là cái gốc của công việc mà trong diễn văn khai mạc đồng chí bí thư tỉnh ủy có nhấn mạnh lại đấy, hoàn toàn đúng như vậy. 12 điều này bây giờ đảng ta coi là chủ thuyết xây dựng đảng cầm quyền. Tất cả vẻn vẹn có 456 từ thôi. Bác còn ấy nấy băn khoăn rằng chúng ta liệu có nhớ hết, có làm đúng không? chuyên bác phải căn dặn tiếp theo là muốn cho đảng thật vững bền, 12 điều ấy chớ quên điều nào. thì bây giờ điều này là một chỉ dẫn rất thiết thực với chúng ta. chuyên rất nhiều đảng bộ, tri bộ đã có sáng kiến là trước khi họp ấy, họp đảng đấy thì đều đem di trúc của bác ra đọc lại đều đọc lại 6 điều bác dạy công an, đều đọc lại 12 điều xây dựng đảng cách mạng chân chính như là một cái sự thôi thúc nội tâm vậy. Thì đấy là điều chúng ta cũng nên lưu ý cái sự kiện này của năm nay. 70 năm ngày bác có lời kêu gọi công an mà đều vận dụng vào công tác đảng trong toàn quốc được. Một cái sự kiện nữa mà ở đây đồng chí nào phụ trách công tác tổ chức cán bộ này, Phụ trách công tác thi đua khen thưởng này Thì mong các đồng chí sẽ coi đây là một cái cẩm nang này. 70 năm Bác ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc các đồng chí Thi đua là yêu nước Yêu nước phải thi đua Ai thi đua là người yêu nước nhất mà. Thi đua là gieo trồng Khen thưởng là gặt thái Phải có phong trào có lực lượng Phải mới có thành tích để khen Mà khen phải đúng và phải khéo Mới có tác dụng cổ vũ động viên năm 1948, tức là cách đây tròn 70 năm, bác viết lời kêu gọi thi đua ái quốc được coi là một văn kiện chính trị quan trọng của Đảng lúc bấy giờ và đến nay vẫn có tác dụng chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước của chúng ta. Nó gần như một quy luật của sự phát triển tinh thần trong xã hội vậy. Và xin các đồng chí cũng nhớ là viết xong cái lời kêu gọi thi đua ái quốc này, bác cân nhắc cái việc lựa chọn người nào để giao nhiệm vụ chỉ đạo bác là nêu tư tưởng như vậy bác đưa ra một cái văn kiện như vậy bây giờ ai là người tổ chức chỉ đạo thực hiện ngoài đảng chính quyền đoàn thể ra phải có người bác rất chú trọng vai trò cá nhân các đồng chí nhé cá nhân trên đảng ta nhấn mạnh cá nhân người đứng đầu là thế đấy. đấy cán bộ như thế nào thì phong trào như thế ấy mà người đứng đầu thì sẽ có tác dụng lan tỏa tác dụng hiệu ứng đến toàn thể tập thể cộng đồng bác cân nhắc mãi cuối cùng bác chọn ai ra đồng chí bác giao nhiệm vụ này cho một nhà văn hóa ông hoàng đạo thúy mà sau này vào quân đội bác cũng phong hàm đến mức đại tá một nhà văn hóa được bác giao nhiệm vụ để chỉ đạo phong trào thế là rất mừng rất xúc động được bác tin cậy nhưng mà lo lo lắng ở chỗ là làm như thế nào để hợp với ý bác, để thể hiện đúng tư tưởng tinh thần của bác. Vì bác rất sâu sắc và tinh tế. Thế là hỏi bác một câu là thưa bác bây giờ nên bắt đầu từ đâu? Bác bảo bác tin chú, giao nhiệm vụ cho chú, chú phải nghĩ. Lại hỏi bác bắt đầu từ đâu? Trên trong vấn đề phong cách tác phong, luôn luôn nhấn mạnh yếu tố học tập các đồng chí nhé. Học suốt đời, học để nâng cao trình độ hiểu biết để làm việc tốt hơn và có 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 khả năng sáng tạo cái mới nhiều hơn thế là lúng túng quá không trả lời được bác mà bác chỉ nhìn thoáng qua bác đã rất lo rất thương cho cán bộ bỗng nhiên bác rút ra một chiếc quạt giấy các đồng chí bác bảo bác tặng chú cái quạt cũng chưa hiểu ý tứ bác thế nào cứ nhìn bác và hai tay đỡ cái quạt giấy bác cho bác bảo thế nào chú mở quạt ra đi và chú quạt thật mạnh lên cho bác đợi ông hoàng đạo thí quạt thật mạnh rồi bác mới nói vậy chú hãy quạt gió cho phong trào lên đấy là câu trả lời của bác hỏi bác bắt đầu từ đâu mà thì bắt đầu từ chỗ quạt gió cho phong trào lên chúng ta triển khai các cái chủ trương nghị quyết của đảng các cái chuyên đề thế này cũng là một hành động quạt gió cho phong trào lên xét về mặt động lực và tinh thần bác chỉ dẫn tinh tế và trực quan đến như thế ở đây nó có liên quan đến câu chuyện về bố trí nguồn lực cho ngành giáo dục và ngành tuyên giáo của đảng bác dạy cái chữ kiệm cần kiệm liêm chính kiệm tức là tiết kiệm tiết kiệm bác giải thích là tiết kiệm là văn minh chứ tiết kiệm không phải là bùn xỉn keo kiệt bùn xỉn keo kiệt là xấu phải bỏ đi còn tiết kiệm là tiêu dùng hợp lý đó là văn minh phải theo bác giải thích thế này việc đáng tiêu một vạn cũng không tiếc việc không đáng tiêu một xu nhất định cũng không chi phải hợp lý các nhưng bác lại giải thích là có hai ngành đáng đầu tư đáng tiêu tiền nhiều nhất một là giáo dục hai là tuyên giáo của đảng ta gọi là tuyên truyền công tác tư tưởng vì từ sức mạnh tinh thần ấy khi nó lan tỏa vào dân chúng nó sẽ tự khắc biến thành động lực vật chất và đẻ ra của cải. Trên đầu tư ấy là đầu tư cho phát triển, đầu tư theo chiều sâu. Cho nên chúng ta cũng cũng lĩnh hội ý tưởng ấy của bác để chúng ta đặc biệt quan tâm đến đội ngũ tuyên giáo của Đảng, một cái lực lượng hết sức quan trọng và đội ngũ các nhà giáo các cấp các ngành học của chúng ta khi Đảng ta đang tiếp tục cải cách đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục. Riêng với các đồng chí làm tuyên giáo, bác lại có một lời khuyên thấm thía thế này các đồng chí. Bác nói là các chú muốn tuyên truyền tốt đường lối chính sách của Đảng và chính phủ vào trong dân, các chú phải chịu khó đi nhà thờ. Câu này của bác là rất ta rất ngạc nhiên nhé. Bác là một người cộng sản hiện đại. Bác lại khuyên chúng ta như vậy. Mãi sau này ta mới hiểu thấu lời bác. Ý bác là phải học tập kinh nghiệm truyền đạo của các vị linh mục, các cha cố đấy, làm sao họ giảng đạo giảng kinh mà thấm thía vào lòng dân đến như thế, vào con chiên như vậy thì các chú cũng phải truyền đạt nghị quyết của Đảng, của nhà nước, của chính phủ vào trong dân đến như thế. Bác rất chú trọng về vấn đề phương pháp. Cho nên nói phong cách là đã bao hàm cả phương pháp ở trong đó rồi mấy cái sự kiện như thế trong năm nay làm cho chúng ta vô cùng cảm động khi nghiên cứu và vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách của bác vào cuộc sống còn biết bao nhiêu sự kiện khác nữa mà chúng ta đều biết nhưng ít nhất nổi bật là những sự kiện như vậy thế còn sang năm thời gian sẽ trôi đi rất nhanh năm nay đảng ta quyết tâm đi vào việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 này về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đồng thời triển khai một bước cái nghị quyết trung ương 6 vừa rồi về sắp xếp tổ chức lại bộ máy. Đây là cả một câu chuyện lớn có ý nghĩa là một cuộc cách mạng về tổ chức và cán bộ. Thì chúng ta mới càng thấy rõ là việc học tập làm theo bác nó thiết thực đến như thế nào. Chúng ta cũng biết là năm 2018 này chúng ta chuẩn bị những cái điều then chốt ấy với trọng tâm là cải cách hành chính, cải cách thể chế. Còn sang năm, xin các đồng chí cũng hình dung trước và chuẩn bị sớm này. 2019 ta sẽ kỷ niệm nửa thế kỷ bác mất 50 năm bác mất năm 69 mà sang năm là tròn nửa thế kỷ bác đi xa nửa thế kỷ chúng ta học tập làm theo di trúc của bác và đảng sẽ nhìn lại việc thực hiện năm lời thề khi vĩnh biệt bác. Trong đó có một lời thề liên quan đến đảng ta, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng từ chi bộ tới trung ương như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Mà lúc sinh thời, bác dằn vặt rất nhiều xung quanh câu chuyện mất đoàn kết và bác quyết tâm làm bằng được để cho đoàn kết trở thành một sức mạnh của đảng của dân. Bác viết trong di chúc đấy Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau Khi đoàn kết thống nhất trong đảng Quan trọng như thế nào Thì đấy là những điều mà chúng ta cũng cần nên biết Để vận dụng vào năm nay Riêng các đồng chí làm công tác đoàn thể Công tác dân vận ấy, Thì các đồng chí cũng nhớ cho là Năm 2019 Chúng ta sẽ kỷ niệm 70 năm tác phẩm dân vận của bác mà tác phẩm dân vận này đấy nó gắn liền trực tiếp với vấn đề xây dựng phong cách tác phong lãnh đạo tác phong công tác của chúng ta bác nói là dân vận đúng và khéo dân vận không sót một người nào dân vận phải thật thà nhúng tay vào việc dân vận phải nói đi đôi với làm và dân vận không phải là việc riêng của đảng dân vận là việc quan trọng của chính quyền nhà nước cho nên chúng ta có một cái nhược điểm và một thiếu sót là một thời gian dài ta không không tính cái câu chuyện công chức nhà nước phải làm dân vận ta cứ tưởng đấy là công việc của cán bộ đảng thôi không phải đâu bác nói là dân vận là việc của toàn đảng toàn dân không sót một người nào cán bộ công chức nhà nước đấy càng phải chú trọng làm dân vận đấy là giải pháp then chốt để chống quan liêu và bác đưa ra một cái lời căn dặn thấm thía như thế này dân vận phải óc nghĩ mắt trông hay mắt nhìn lại óc nghĩ mắt trông tai nghe miệng nói chân đi tay làm đấy là cơ chế để thực hành công tác dân vận và dân chủ nói đi đôi với làm nói ít làm nhiều chủ yếu là hành động sinh thời bác thấy chúng ta nói nhiều mà làm ít và bác lại càng lo hơn khi mà lời nói việc làm nó không thống nhất với nhau cho nên bác phê bình chúng ta bác chỉ nói một câu thôi mà không cần lời giải thích vì nó đúng như lẽ phải thông thường bác nói là tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn hai cái tai để nghe hai lỗ mũi để ngửi nhưng chỉ cho mỗi người một cái miệng để nói thôi nên các chú nói ít thôi bác đã phê bình chúng ta và khuyên bảo chúng ta như thế đấy các đồng chí và bây giờ những điều này nó sống động như mới ngày hôm nay vậy các đồng chí có biết cái câu chuyện là giờ giải lao đại hội thời kháng chiến ấy ở việt bắc ấy bác đi thăm các đoàn đại biểu mà lúc bây giờ thì gian khổ lắm thiếu thốn mỗi nói là đoàn đại biểu đến dự đại hội đảng nhưng thật ra mỗi một đơn vị là một cái túp lều trong rừng thế này Đấy, bác chọn hai đơn vị để thăm một là cái đơn vị an ninh hết sức quan trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội mà cái đại hội đó là có cả lào campuchia cùng dự vì vẫn là đảng cộng sản đông dương mà sau này mới tách riêng ra, trên rất là quan trọng về an ninh và bác chọn cái đơn vị hậu cần tức là văn phòng này giúp phục vụ đại hội là vất vả nhất cán bộ văn phòng là rất sức vất vả nhất là khi chúng ta có những việc hệ trọng cho nên càng phải đặc biệt thương yêu cán bộ chăm sóc đội ngũ cán bộ văn phòng nó là bộ mặt của chúng ta trong hoạt động và công tác đấy các đồng chí không bỏ sót một việc nào là chính là cái phong cách của bác sâu sát bác chọn hai đơn vị đó thế thì khi đến cái đơn vị an ninh ấy chiến sĩ an ninh trẻ tuổi không biết bác là ai cả mà cũng không được thông báo gì thấy bác vào thăm thì coi như một người lạ thế là cứ hỏi giấy hỏi má bác các đồng chí không cho bác vào bác bảo bác đây mà chiến sĩ nhà mình trả lời rất hồn nhiên là bác cũng phải có giấy không cho bác vào các đồng chí thế là chỉ huy biết mới chạy đến bảo chết sao chú lại hỏi giấy bác bác hồ để bác vào thăm bác ngăn ngay các đồng chí nhé bác bảo không chiến sĩ của chú như thế là giỏi lắm tốt lắm đấy lỗi không phải của chiến sĩ mà của chú chú là chỉ huy mà không báo cho anh em biết là bác đến thăm làm sao họ biết bác là ai bác sẽ thưởng cho chú chiến sĩ này một điếu thuốc lá còn chú bác sẽ phạt sau chú đây tức là chúng ta là chỉ huy đấy các đồng chí đấy bác chỉ đạo đến thế sau này ta đọc vào tác phẩm của bác, ta mới biết một cái điều như thế này này. Bác phân biệt đảng viên cán bộ và người ngoài đảng chỉ ở một chỗ này thôi này. Nếu cùng mắc lỗi như nhau thì phải xử cán bộ đảng viên nặng gấp 3 lần để nêu gương. Nếu mà ta làm đúng được như vậy thì chắc là tình hình sẽ rất tốt đẹp. Nhưng mà tiếc là chúng ta cũng chưa làm được đến nơi đến chốn, bây giờ phải chấn chỉnh là nó càng phải nghiêm khắc với cán bộ đảng viên vì phải làm tấm gương cho quần chúng. Đấy. Ngay cái từ bao dung nó có liên quan đến vấn đề văn hóa ứng xử. Đấy. Bao dung tức là rộng lượng, độ lượng. Bác còn dùng cả từ là độ lượng vĩ đại đấy. Sông sâu bể rộng bao nhiêu nước cũng vừa. Cái đĩa cạn, cái chén nhỏ thì chỉ một giọt nước cũng tràn đầy. Nó hẹp quá mà. Không có rộng lượng thì không thể bao chứa được có ai cả. Đấy chỉ một giọt nước cũng tràn đầy chỉ sợ mình không có lòng bao dung nhân ái chứ không sợ người ta không theo mình hồ chí minh là một hiện tượng hiếm hoi của thế giới nhân loại đến kẻ thù cũng phải kính trọng kẻ thù cũng phải ngưỡng mộ không dám xúc phạm đâu dù là kẻ thù của nhau đối lập nhau về tư tưởng chuyên người ta bình luận là hồ chí minh có thể có rất nhiều đối thủ nhưng tuyệt nhiên không có một kẻ thù nào với nghĩa là ảnh hưởng nhân văn sâu sắc của bác đến mức có khả năng thuyết phục được cả kẻ thù là như vậy đấy. mà bác đã ứng xử như thế để tránh tối đa cái việc đổ máu đấy. thế thì ta mới biết thêm được một cái chi tiết nữa là bác ứng xử một cách rất là bao dung nhân ái và nghiêm khắc nhưng mà bác trên cái nền tảng bao dung bao dung tức là tình thương, đấy. xin các đồng chí trong hoạt động thực tiễn, các đồng chí hiểu đúng cái từ bao dung, bởi vì vô hình chung đấy, nếu ta không hiểu đúng mà nhiều khi là do nhận thức không đúng thôi, mà làm sai thôi. Bao dung là khác hẳn với bao che các đồng chí nhé. Đấy. Trong thực tế nhiều khi ta bao che với nhau là không đúng đâu, bao dung khác, đúng. rộng lòng nhân ái, thương yêu con người nhưng mà phải trên cái nền tảng của sự nghiêm khắc. Cơ kiểm soát cán bộ để không rơi vào sai lầm khuyết điểm. Đấy. Còn đã sai lầm khuyết điểm thì phải xử lý đúng mức, đúng đúng người, đúng việc, có lý có tình là thế. Chúng ta biết thêm một cái chi tiết này: sau khi bác đi thăm cái đơn vị an ninh đó, thì bác đến thăm đơn vị hậu cần, tức là các đồng chí văn phòng được cử đi dự phục vụ đại hội đấy rất là xúc động. Lần đầu tiên con đồng chí mới được gặp bác, mới được nhìn thấy bác xúc động lắm cứ đứng ngay ra ngắm bác cả bác muốn cho nó tự nhiên bác bảo chú nào đi lấy cho bác cốc nước ý là bác khắt nước thật ra là đấy là bác làm cho nó tự nhiên thôi chứ bác có uống đâu mà chúng ta cũng có đi lấy nước cho bác đâu mà bác uống được bác bảo đi lấy cho bác cốc nước thì ta lại chẳng nghe rõ hoặc ta chẳng đi lấy ta cho tay vào túi quần lấy cái bật lửa các ông chị ạ bật lửa trước mặt bác bởi vì cứ nhìn thấy bác nghĩ về bác là nghĩ ngay bác hút thuốc lá mà một thói quen của bác thế là bác cũng cúi xuống châm lửa hút một điếu thuốc lá rồi bác mới nói đây là bác nói đùa thôi trong cái khung cảnh đó nói vui thôi nhưng bây giờ thì ý nghĩa lại khác đấy các đồng chí này trong hoàn cảnh này bác nói là bác coi bác là dân cũng chỉ là một người dân thôi cán bộ nhân viên văn phòng bác cũng coi là cán bộ bác bảo dân xin nước mà cán bộ lại cho lửa mới vui chứ nước lửa nó đối nhau như thế nếu nó xảy ra sự thật thì coi như hỏng hết các đồng chí Đây. trong hoàn cảnh ấy là bác nói đùa nói vui nhưng bây giờ thì từ câu này ta suy ra cái tình hình hiện nay dân đang mất niềm tin những cái hành động quyết liệt của đảng như vừa qua là một cái bước tiến quan trọng để lấy lại niềm tin của dân và cái niềm tin của dân này bây giờ phải coi là một thứ tài sản các đồng chí nhé. tài sản tinh thần Đấy. Bây giờ chúng ta đang bàn về chiến lược cán bộ, nhất là đại hội 13 đến nơi rồi. Chúng ta đang bàn về tiêu chí đánh giá và lựa chọn cán bộ. Và lại vận dụng vào việc học tập làm theo bác nữa. Thì tôi cũng cảm ngấy một điều như thế này này. Toàn bộ các tiêu chí đánh giá về chất lượng, hiệu quả của chúng ta không có gì khác. Nó quy tụ vào một điểm thôi. Đó là hãy lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo về chúng ta, đấy, toàn bộ bước chuyển của tình hình từ tổ chức đảng đến nhà nước đến đoàn thể, từ hiệu quả tác dụng của việc học tập làm theo bác, làm sao cho tình hình chuyển biến tốt đẹp, lấy cái mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ làm thước đo, thì bác nói với chúng ta cái điều như thế đấy các đồng chí. Từ đây, xin các đồng chí lưu ý đến vấn đề nhận thức cho đúng về phong cách và tác phong, cái tài liệu rất là, là là nhỏ bé xinh xắn này, cái cuốn sách bỏ túi đấy các đồng chí, mỗi đồng chí chúng ta đều có cả, tài liệu của Ban tuyên giáo Trung ương soạn về cái chủ đề năm nay này, trong đó cần phải có một lời giải thích về phong cách và tác phong. Nói phong cách đương nhiên là đã có tác phong trong đó rồi, tác phong chỉ là hình thức biểu hiện bề ngoài của phong cách thế tại sao lại nhấn mạnh cả phong cách lẫn tác phong bởi vì chúng ta chú trọng vào ứng xử chú trọng vào những hình thức biểu hiện của phong cách thông qua việc làm thông qua với mình với người với việc với tổ chức mà sâu xa nhất là với nhân dân đấy, cách giải thích của các đồng chí lãnh đạo tuyên giáo trung ương đấy là nhấn mạnh cả phong cách tác phong là theo nghĩa đó chứ còn đứng về mặt lý thuyết ấy nói phong cách là đã bao hàm tác phong rồi vậy phong cách là gì phong cách là toàn bộ những giá trị chuẩn mực của mỗi một con người mà đây phải là chủ thể nó ở trình độ phát triển về văn hóa nó gọi là những cái dấu hiệu của nhân cách làm người phong cách là chỗ đặc sắc nhất của mỗi một chủ thể mỗi một nhân cách mà đến trình độ đã trưởng thành về văn hóa chứ không phải tự nhiên mà có phong cách ai cũng có thể có một phong cách đấy là khả năng thôi còn từ khả năng thành hiện thực nó trải qua cả quá trình rèn luyện quá trình trưởng thành chứ không ngẫu nhiên mà có phong cách gắn liền với sáng tạo chứ phong cách không phải là sao chép bắt trước đấy. người không có khả năng sáng tạo thì chỉ có khả năng bắt trước thôi mà bắt trước thì không thể gọi là phong cách được chỗ này cũng liên quan đến việc học bác lắm đây các đồng chí này bác là giản dị chứ không hề giản đơn đâu ta nhầm ta cứ tưởng bác giản đơn là không đúng bác không bao giờ giản đơn cả bác cực kỳ sâu sắc giản dị là cái chỗ đến của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thể hiện qua những hình thức biểu hiện ứng xử của bác rất tự nhiên rất hồn nhiên không một chút gượng gạo nào chứ nói phong cách nó là đến cái độ chín mùi của văn hóa nó thành giá trị mà giá trị đó là cả khoa học cả đạo đức cả nghệ thuật chân thiện mỹ chứ không phải là tự nhiên có phong cách được các đồng chí có biết là những cái chuyện này chúng ta vẫn cứ nhắc lại với nhau và phải rút kinh nghiệm khi thấy bác được tin bác về thăm thế là cán bộ rất là mừng rủ nhau đi đón bác đón bác muốn bác khen là giản dị, ta cứ nghĩ như thế mà là giản dị, thế là bảo nhau ăn mặc toan quần nâu áo vải cả, vì bác ăn mặc như thế mà, bác còn đi guốc ở trong nhà sàn, ở bác ở, bác đi dép cao su đi hội nghị cả quốc tế nữa, thì ta cứ nghĩ giản dị của bác là giản đơn, nhưng mới rủ nhau là bắt trước bác mà. ăn mặc giản dị như bác ấy, quần nâu áo vải đi đón bác, ô tô của bác đến gần chỗ đó, bác càng thấy lạ một đoàn cán bộ chăm chú hướng về bác mà giống nhau như một cả các chị thế là bác mới mở xe xuống bác hỏi hóa ra toàn chúng ta hết toàn cán bộ chủ chốt như thế này bác nói ngay các chú đóng kịch khéo lắm thế không phải là phong cách thế là bắt trước thế là sao chép mà sao chép thì không bao giờ được cả ở đời chỉ có một hồ chí minh đi chứ nhưng mà sẽ có triệu triệu những con người học được tấm gương của Hồ Chí Minh. Nhưng mà với nghĩa là chân thực, sáng tạo, không phải là bắt trước. Ta cũng chưa hiểu chỗ này. Thế là bác bảo thôi đi về thay quần áo đi. Bác đợi để làm việc. Thế là về lại bảo nhau là cứ tưởng bác khen. Ai ngờ bác lại không vui, bác chê. Thôi thì lần sau đón bác ngược lại, ăn mặc thật diện vào cho bác vui vậy. Bác đâu có vui vì một bộ quần áo đẹp. Bác là lấy cái thực chất cơ thế lần sau quả nhiên đón bác lại toan com lê như thế này cả bác bảo thế nào bác bảo hôm nay bác rủ các chú đi tắt nước có được không thế là bác phê bình đấy trên rõ ràng không phải là giản dị không phải là giản đơn mà phong cách không phải là bắt trước bắt trước các đồng chí có thể hỏi là thế thì những nghệ sĩ điện ảnh nghệ sĩ sân khấu đóng bác như thế nào đấy cũng không phải bắt trước càng không phải bắt trước đấy là một sự hóa thân nó sáng tạo đến trình độ gọi là hóa thân các cái nghệ sĩ ưu tú các nghệ sĩ nhân dân mà được vinh dự thể hiện hình tượng bác ấy trên sân khấu hoặc trong phim ảnh đấy người ta kỳ công lắm các đồng chí nghệ sĩ ưu tú nghệ sĩ nhân dân mà đóng vai bác hồ có kể cho chúng ta thế này này như là ông sĩ hùng như ông tiến hợi ấy. ông kể là riêng cái việc mà bật riêng thế này các đồng chí bác hút thuốc lá mà gầy tàn thuốc lá này 6 tháng mới nhuẩn nhuyễn đấy các đồng chí rồi giọng bác đấy chứ, giọng bác đồng bào nghe tôi nói có rõ không?